Dàn diễn viên về nhà đi con tiết lộ kết phim và số phận các nhân vật. Chỉ còn 6 tập nữa bộ phim quốc dân về nhà đi con sẽ kết thúc. Sau tập 85 phát sóng ngày 12 tháng 8, số phận các nhân vật sẽ lộ diện. Dù vậy đến thời điểm này các fan đã đồn đoán về cái kết. Trong clip mới nhất của VTV kết nối, chính đạo diễn Danh Dũng và các diễn viên Thu Quỳnh, Bảo Hân cũng đã chia sẻ về cái kết của các nhân vật như Thu Huệ, Ánh Dương và ông Sơn. Theo tiết lộ của đạo diễn Danh Dũng, tương lai của ông Sơn sẽ còn nhiều tình tiết khó đoán ở phía trước. Phim là nhận thức của hai thế hệ sau vật lộn với cuộc sống và có quan điểm sống khác. Có nhiều lúc ông Sơn phải bất lực và rất buồn phiền với nhận định, quan điểm không đồng nhất của mình và điều đó tạo ra kịch tính cho phim, đạo diễn Danh Dũng nói. Còn diễn viên Quốc Trường chia sẻ về sự thay đổi của nhân vật Vũ do anh đảm nhiệm. Vai Vũ là vai cực hay, ta luôn mơ ước điều xa vời, nhưng hạnh phúc ngay ở cạnh thời điểm đó ta không thấy được. Đến khi chín muồi về độ tuổi và có kinh nghiệm sâu sắc thì sẽ thấy hạnh phúc là những thứ gần bên ta nhất. Cô em gái út Bảo Hân cũng chia sẻ về nhân vật Ánh Dương do mình đảm nhiệm. Dù có thể trải qua nhiều chuyện, trải qua sóng gió, nhưng Ánh Dương vẫn giữ được bản lĩnh của mình. Sâu trong thâm tâm sẽ thay đổi cách nhìn về bố, sẽ khó thấu hiểu bố và trưởng thành hơn. Đó là cái kết của Ánh Dương. Còn Thu Quỳnh nói về nhân vật Huệ. Dù ánh sáng trước mắt nhỏ nhoi nhưng cô ấy tin nếu mình quyết tâm đi theo hướng đó thì sẽ hưởng cả một bầu trời tươi sáng. Chắc chắn đây sẽ là một cái kết đẹp và vừa đủ cho nhân vật Huệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.